Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại Hải đang có mặt tại khu đô thị Sala nha. Hôm nay Hải sẽ dẫn mọi người đi quanh khu đô thị này nha. Hải sẽ vào đường D6 đầu tiên. Mọi người nhìn vào đây có thể thấy được khu vực này thôi, toàn những căn biệt thự triệu đô không. Đường ở đây khá là đẹp. Đây là khuôn viên của công viên. Chạy một vòng bao quanh bên ngoài, sau đấy sẽ vào bên trong nha. Mọi người có thể nhìn thấy khu vực này, còn những căn biệt thự khủng. Như ai thấy thì cũng nhiều căn biệt thự khu vực này nó chưa được hoàn thành nữa. Khá là nhiều cá ở khu vực này. Ở phía bên kia có cũng xây khá nhiều tòa nhà nhưng mà đang để hoang rồi. Ôi.
Đây mọi người có thể nhìn thấy rất nhiều cá ở khu vực này luôn á. Cá đen luôn khu vực này. Đa phần là cá riêu hồng, cá chép và một số loại cá dâu nhìn nhiều lắm.